Xin chào cả nhà, hôm nay là những ngày đầu tháng 4, bên Khanh sẽ cập nhật cho gia đình mình chi phí lăn bánh cũng giống như khuyến mãi của chiếc Santa Fe phiên bản cao cấp, cả hai máy, máy dầu và máy xăng. Nếu gia đình mình đang theo dõi những video của Khanh, nếu cảm thấy hữu ích, nhờ mình nhấn nút đăng ký, nhấn dấu chuông để cập nhật những video mới nhất của bên Khanh về giá xe, khuyến mãi, tư vấn sử dụng xe và kỹ năng sử dụng xe. Trên đây Khanh xin phép chia sẻ lại, tất cả các Santa Fe kể từ thời điểm này gia đình mình mua sẽ được bảo hành tăng từ 3 năm lên 5 năm hệ thống Hyundai trên toàn quốc. Chính vì vậy gia đình mình sẽ mua một chiếc xe Hyundai vận hành sử dụng yên tâm hơn rất là nhiều so với thời gian trước. Và gia đình mình cũng không phải lo lắng là đi hệ thống Hyundai, mua xe tại ông Khanh, đi hệ thống Hyundai có vướng vấn đề gì không. Chi tiết bên Khanh sẽ giải đáp cho tất cả anh chị em mình đang theo dõi video qua số hotline phía góc bên phải màn hình. Anh chị vui lòng liên hệ trực tiếp để bên Khanh tư vấn rõ hơn các thông tin về xe. Về giá xe, Khanh xin phép chia sẻ, đứng kế bên phải Khanh đây, đây là cái chiếc Santa Fe phiên bản cao cấp. Cao cấp thì nó vừa có máy dầu, vừa có máy xăng, phù hợp với từng nhu cầu của mỗi gia đình, chỉ khác máy và hộp số, còn tất cả các trang bị còn lại là giống nhau hoàn toàn. Về giá bán của xe máy xăng, bên Khanh bán là 1.081.000.000. Đây là cái giá bán so về giá niêm yết, gần như hỗ trợ cho gia đình mình là thuế trước bạ. Gần như hỗ trợ thuế trước bạ luôn rồi. Chính vì vậy thời điểm này là thời điểm không thể nào tốt hơn để gia đình mình đem một chiếc Santa Fe về. Với giá bán là 1.081.000.000, gia đình mình lăn bánh tại địa phương của Khanh bao gồm 5 loại phí quy định của nhà nước, bao gồm trước bạ, đăng ký xe, đăng kiểm xe, lưu hành đường bộ, bảo hiểm trách nhiệm dân sự, thì chiếc xe sẽ hình thành nên tổng giấy tờ là 1.204.000.000. Còn để gia đình mình lăn bánh qua ngân hàng, số tiền chuẩn bị thấp nhất giúp dùm Khanh bao gồm tất cả phí và thuế và cả bảo hiểm vật chất là 270.000.000 là tổng tiền. Phần còn lại sẽ được trả theo dư nợ giảm dần với số tiền hàng tháng là 17.800.000. Đối với phiên bản máy dầu, bên Khanh bán với giá là 1.128.000.000. Còn để lăn bánh 5 loại phí quy định của địa phương Khanh thì xe sẽ hình thành là 1.256.000.000. Gần như phần phí ra biển số đã được hỗ trợ rồi, gia đình mình mua rất là thoải mái trong thời điểm này. Còn để gia đình mình lăn bánh mua qua ngân hàng, số tiền chuẩn bị thấp nhất là 293.000.000 là đã có thể đem xe về, bao gồm tất cả phí và thuế, cả bảo hiểm vật chất. Phần còn lại sẽ được hỗ trợ vay vốn với số tiền hàng tháng là 18.500.000. Với số tiền Khanh tư vấn là tối thiểu như vậy, gia đình mình hoàn toàn có thể trả nhiều hơn để hàng tháng mình ít tiền lại. Hoặc gia đình mình có thể thay đổi thời gian vay để mình linh động trong cái khoản thu nhập của mỗi gia đình. Còn về hồ sơ chuẩn bị trước giùm Khanh, chứng minh nhân dân, hộ khẩu, kết hôn, xác nhận độc thân hoặc xác nhận tạm trú nếu gia đình mình có hộ khẩu một nơi và nguồn thu một nơi. Đây là những giấy tờ bắt buộc phải có. Nếu gia đình mình đang có một nguồn thu nhập rất là tốt nhưng không có khả năng chứng minh thu nhập, hoàn toàn có thể hỗ trợ mua xe. Gia đình mình đừng lo lắng, bên Khanh sẽ hỗ trợ cho gia đình mình về phần đó. Nếu gia đình mình đang vay rồi, muốn mua vay thêm nữa để kinh doanh, để tăng thêm tiện ích gia đình vân vân, hoàn toàn cũng có thể hỗ trợ luôn. Mọi chi tiết bên Khanh sẽ giải đáp cho tất cả anh chị em đang theo dõi video qua số hotline để bên Khanh tư vấn rõ hơn. Khi gia đình mình liên hệ, vui lòng cung cấp cho gia Khanh là địa phương của mình ra giấy tờ. Nếu gia đình mình mua tiền mặt và gia đình mình mua qua ngân hàng cũng vậy, cũng cung cấp cho Khanh địa phương của mình ra giấy tờ và số tiền dự kiến của mình trả trước. Nhu cầu của mỗi gia đình thì mỗi cái số tiền trả trước khác nhau, cũng giống như thời gian vay khác nhau. Và gia đình mình vui lòng để lại điện thoại để mình có thể làm việc nó rõ ràng và nhanh chóng hơn. Tại vì tư vấn một chiếc xe không phải chỉ vấn đề giá, mà bên Khanh còn tư vấn theo nhu cầu sử dụng của chính gia đình mình. Thì mong rằng gia đình mình hợp tác để chúng ta sẽ đi đến một kết quả tốt nhất. Bên Khanh nhận số của gia đình mình không phải để làm phiền đâu, mà muốn gửi đến cho mình các thông tin cụ thể và sát hơn. Bây giờ Khanh sẽ giới thiệu lại cái chiếc Santa Fe cao cấp, nó có cái gì, gia đình mình sẽ được cái gì khi mua tại đại lý của Khanh. Giá của Khanh bán cho chiếc Santa Fe phiên bản cao cấp này trong tháng 4, đây là cái xe có năm sản xuất là 2020, với số lượng rất là hạn chế, chỉ có một vài chiếc. Gia đình mình nhanh chóng sở hữu xe. Nếu qua thời gian này thì số lượng xe hết đi thì Khanh cũng không còn giá này nữa. Gia đình mình có thể nhận ngay chiếc xe để đi trong dịp lễ này. Lễ 30 tháng 4 thì mình cũng nghỉ được vài ngày đúng không ạ? Khanh xin phép giới thiệu phần đầu xe.
Đối với Santa Fe, gia đình mình mua tại chỗ Khanh hoàn toàn có thể nâng cấp được tính năng đề nổ từ xa, một tính năng rất là hot trend trong thời gian gần đây mà đặc biệt đã trang bị được trên cái chiếc Accent. Nếu mà Santa Fe mình mua cao tiền hơn Accent rất là nhiều, hoàn toàn có thể nâng cấp được tính năng này mà không có ảnh hưởng đến vấn đề gì liên quan đến bảo hành của gia đình. Tính năng đề nổ từ xa sẽ tiện hơn trong quá trình sử dụng một chiếc ô tô. Khi gia đình mình mua xe tại chỗ Khanh, phần đèn, đây là cái phần đèn LED của xe sẽ có thể nâng cấp lên hệ thống đèn laser để cho mình đi ban đêm bám đường tốt hơn, thấy được những cái ổ gà, từng cây đinh nhưng vẫn đảm bảo được văn hóa ánh sáng, vẫn đảm bảo được tính kỹ thuật, vẫn đảm bảo được đăng kiểm và vẫn được bảo hành. Đèn riêng của xe nha. Pha cái chứ. Đó, thì cảm nhận là cái điện thoại của mình nó cũng không có chó, nó không có bị chó. Đây. Đây, cái đèn mà bình thường nha mọi người. Nói chung thì đèn bình thường cũng rất là sáng rồi. Tuy nhiên là nó không có bằng cái đèn mà lúc nãy thôi. Đây mọi người nhìn ha. Rồi, nhìn. Rồi tắt đi, tắt em. Hay để luôn đi em, để luôn đi, để qua bên kia bật cái đèn kia lên. Qua bên kia bật đèn kia đi. Ủa sao mà pha nó thấp vậy ta? Rồi, qua bên kia bật đèn kia đi. Đó, mọi người thấy không? Khi bật cái đèn bên kia, pha luôn coi. Pha luôn nó sáng dữ nữa. Đó, mọi người thấy không? Rồi, coi như nó lấn hết luôn cái đèn của mình rồi. Đấy. Đó là cái đèn độ thêm mọi người. Nó sáng rất là sáng. Rất là sáng. Ok. Rồi, mọi người có nhu cầu độ đèn thêm thì cứ liên hệ với bên Hyundai Long An nha, chỗ Mr. Khanh nha mọi người. Rồi. Ok. Mình xin kết thúc video nha. Gia đình mình có thể sử dụng thêm tính năng lắp camera 360 độ trên chiếc xe này. Đối với phần lốp xe thì Khanh cũng muốn giới thiệu với gia đình một tính năng, đó là cảm biến áp suất lốp. Chúng ta sẽ đưa thẳng vào phần màn hình hoặc là một cái màn hình rời để tăng thêm việc kiểm soát áp suất trong bánh xe, giúp cho gia đình mình lái xe nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều và tiết kiệm được tiền xăng, tiền dầu. Hồi nãy Khanh có giới thiệu mình tính năng là camera 360 độ thì mình sẽ gắn thêm trên chiếc xe này. Và phần gương hậu của chiếc xe đã được trang bị tính năng gập điện, chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ và có cả sấy mặt gương để cho mình đi những cái điều kiện trời mưa nó sẽ tốt hơn, an toàn hơn rất là nhiều. Ngoài ra đối với Santa Fe phiên bản cao cấp còn được trang bị tính năng là cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang, để giúp cho gia đình mình kiểm soát những cái điểm mù của xe nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Đối với phiên bản cao cấp còn có tính năng là hiển thị kính lái. Đây là chức năng hiển thị kính lái trên kính. Gia đình mình có thể là vừa chạy xe mà thấy các cái thông số km trên phần mặt kính thì giúp cho mình lái xe sẽ tập trung hơn, an toàn hơn rất là nhiều. Về phần đuôi xe, Khanh cũng muốn gửi đến cho gia đình mình những cái tính năng rất là hữu ích và rất là an toàn. Đầu tiên đó là cái chiếc cảm biến da, cảm biến góc giúp cho mình kiểm soát cái chiếc xe nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Ngoài ra xe còn trang bị là cảm biến da, camera da, và camera da của xe nó sẽ xoay theo góc lái. Khi gia đình mình đánh lái qua trái sẽ xoay qua trái, đánh lái qua phải xoay qua phải. Cốp xe được trang bị là cốp điện và có tính năng là mở cốp thông minh, có nghĩa là đứng ở phía sau cốp 4 giây tự động cốp xe sẽ mở lên. Thì gia đình mình đi siêu thị hai tay hai túi đồ chỉ cần đứng sau cốp xe sẽ tự động mở lên, nó sẽ rất là hữu ích khi mình gặp những tình huống như vậy, đúng không ạ? Về chiếc xe Santa Fe được trang bị là một chiếc xe 7 chỗ. Nếu gia đình mình không sử dụng hàng ghế sau thì mình có thể gặp lại nó sẽ thành một sàn phẳng và có một chiếc cốp xe rất là rộng. Đây là cốp xe của Santa Fe khi gia đình mình gặp lại hết hàng ghế. Các bạn thấy một cái cốp xe gọi là cực kỳ rộng.
Xe của mình sẽ rất là rộng khi gặp cái hàng ghế lại. Và hàng ghế thứ ba thì gia đình mình hoàn toàn có thể là tự tin bằng những cái tiện ích, đó là cửa gió hàng ghế sau nè, để chỉnh từng vị trí ghế. Và gia đình mình có thể là xếp hai ghế trước bằng xếp điện. Đây nè, khi mà Khanh gặp lại thì cái hai hàng ghế của mình, hai hàng ghế trước sẽ gặp lại nè, gia đình mình thấy nó sẽ rất là tiện đó. Về tiện nghi của hàng ghế sau, đầu tiên Khanh muốn giới thiệu với mình cái tay tựa và có các học để cốc. Cái này là gia đình mình sử dụng hàng ngày. Đó là những cái tiện nghi sử dụng hàng ngày luôn á. Cửa gió hàng ghế sau Khanh muốn giới thiệu với gia đình. Đây là cửa gió hàng ghế sau, nó sẽ có cửa gió từng vị trí người ngồi. Ngoài ra phía dưới đây mình còn hai cổng sạc chuẩn USB, một cái học để điện thoại. Rồi phía trên đây thì mình sẽ có một cái học để đồ. Đối với người ngồi hàng ghế sau, cái xe của mình có cái phần lưng ngã rất là sâu. Đây là cái phần lưng Khanh ngồi bình thường. Nếu gia đình mình đi đường xa mà mỏi, mình có thể ngã sâu hơn. Đây, ngã sâu hơn. Thì khi mà gia đình mình đi một cái chuyến đi dài mà có phần lưng ghế ngã sâu như vậy thì gia đình mình sẽ không bị mệt và không bị khó chịu khi đi xe. Ngoài ra đối với cái vị trí của Khanh ngồi thì cái khoảng để chân, gia đình mình xem khoảng để chân của Khanh so với cái ghế trước còn rất là dài. Đây, Khanh là một người cao 1m73 và nếu mà ngồi trên chiếc xe này là quá thoải mái luôn. Đối với xe của mình, khi mà ngồi hàng ghế sau còn có cái chiếc cửa sổ trời, buổi chiều gia đình mình mở cái rèm, phần rèm ra thì sẽ rất là thoải mái. Cái phần rèm của mình nó sẽ có tính năng là cách âm và cách nhiệt. Gia đình mình ngồi cửa sổ trời tuy to nhưng mà sẽ không bị nóng. Còn những cái tiện ích khác, Khanh ví dụ giống như là cái chiếc rèm để cho mình tăng thêm cái riêng tư khi mà ngồi hàng ghế sau. Ngoài ra cái phần kiến của xe, đây là cái kiến tối màu có sẵn trên xe. Kiến này là được trang bị là kiến tối màu luôn nha. Tức là nó là kiến có màu đen rồi, để hạn chế những cái ánh mắt bên ngoài nhìn vào. Về hàng ghế trước, ghế phụ của mình sẽ được là chỉnh điện. Đây, ghế phụ của mình sẽ chỉnh điện nha. Rồi, đối với cái ghế ngồi thì nó sẽ có thêm tính năng là thông hơi ghế, tức là nó sẽ thổi cái máy lạnh vào phần lưng. Gia đình mình đi những chuyến đi dài sẽ không bị chảy mồ hôi lưng, ngồi sẽ rất là thoải mái. Các cái học tiện nghi là mình có thể học để đồ ở đây nè, da mềm. Đây là da mềm nha. Đây, cái học. Đây có thêm một cái học nữa. Ngoài ra cái học này nó còn có tính năng, đó là cái học lạnh. Thì nó sẽ trích cái đường máy lạnh vào đây, gia đình mình sẽ để những cái chai nước vào, nó sẽ rất là nhanh lạnh. Giới thiệu với cả nhà tiếp cái phần ghế hay ghế tài xế. Về phần ghế tài xế sẽ có tính năng là nhớ vị trí. Đây là nhớ vị trí ghế nè. Rồi ghế tài xế thì sẽ chỉnh điện nhiều hướng hơn. Nó có thêm một cái phần phòng mũi ghế. Đây là cái phần phòng mũi ghế nè. Khi gia đình bấm cái phần mũi ghế nó sẽ chạy ra, dài ra, giúp cho đỡ cái chân của người lái. Khi mà người lái ngồi những chuyến đi dài thì phần chân của mình sẽ rất là dễ bị mỏi. Các cái tính năng về hệ thống an toàn giống như khởi hành ngang dốc nè, cân bằng điện tử, phân phối lực phanh điện tử, kiểm soát thân xe, hai cầu cấp điện, vân vân, đầy đủ, cảnh báo điểm mù, cảnh báo cắt ngang. Về phần nội thất của xe, Khanh muốn giới thiệu với gia đình mình. Đầu tiên, đây là cái chiếc xe được trang bị là vô lăng bọc da, cầm rất là chắc. Ngoài ra nó còn có tính năng là sấy vô lăng. Đối với tính năng sấy vô lăng sẽ giúp hữu ích cho những anh chị ở khu vực phía Bắc vào những mùa đông. Nó sẽ ấm cái phần vô lăng hơn. Đây là tính năng sấy vô lăng. Sấy ghế nè, sấy vô lăng nè, thông hơi ghế nè, chỉ có phiên bản cao cấp này mới có thôi nha. Vô lăng của mình còn được trang bị là lẫy số. Có hai lẫy số vô lăng, rồi có ga tự động cruise control. Có hệ thống đèn tự động. Đây, đèn auto, hệ thống gạt mưa tự động. Về phần màn hình, xe của mình sẽ có tổng cộng là 4 chế độ lái. Khi mà mình bấm Drive Mode thì nó sẽ hiển thị 4 chế độ lái, giúp cho mình quan sát trực quan hơn. Và 4 chế độ lái này sẽ giúp cho mình tùy hứng theo cảm xúc lái của từng cung đường. Gương hậu trong xe được trang bị là chiếc gương tự động chống chói, giúp cho mình kiểm soát cái phần ánh sáng đi ban đêm tốt hơn mà mình không bị chói mắt. Lúc nãy Khanh có chia sẻ là tính năng
cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang thì nó sẽ hiển thị lên kính. Và phần mặt kính của mình sẽ có tính năng là sấy gương. Về phần máy lạnh, xe mình được trang bị hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập, có nghĩa là mỗi bên một nhiệt độ khác nhau. Và có tính năng clean air thì nó sẽ tương đương với là cái máy lọc không khí khi gia đình mình sử dụng ở nhà. Rồi một cái sạc không dây chuẩn QI, mình sẽ bỏ cái điện thoại vào, khi mà mình quên em cáp á, mình bỏ điện thoại vào thì nó sẽ sạc không dây luôn. Về phần màn hình trung tâm của xe, đầu tiên Khanh muốn giới thiệu là chiếc bản đồ có cảnh báo tốc độ khi chạy. Cảnh báo tốc độ này sẽ giúp cho mình đi những cái đường lạ, đường không quen lái, mình sẽ biết được là đường cho phép chạy bao nhiêu nếu mình không có thói quen để ý bảng cấm trên đường. Đối với xe còn được trang bị tính năng Android Auto, Apple CarPlay, chúng ta sẽ đưa những cái ứng dụng vào. Android Auto thì nó của hệ điều hành Android, còn Apple CarPlay của hệ điều hành iPhone. Gia đình mình có thể đưa tất cả các ứng dụng vào như Zing MP3, nhạc của tôi, YouTube và phía trong màn hình này. Ngoài ra gia đình mình khi mà lái một chiếc ô tô sử dụng bản đồ Google Maps thì hoàn toàn có thể ra lệnh bằng giọng nói. Ok Google, dẫn đường đến chợ An Đông. Đang điều hướng đến chợ An Đông. Gia đình mình khi mà lái một chiếc ô tô mà ra lệnh bằng giọng nói và chỉ cần tập trung lái phía trước thì sẽ an toàn hơn rất là nhiều, và gia đình mình sẽ chủ động nhiều cung đường hơn với cái bản đồ Google Maps bằng ra lệnh giọng nói, bằng cảnh báo những cái điểm kẹt xe. Với bản đồ này, gia đình mình biết đường nào có kẹt, đường nào không kẹt bằng hiển thị màu sắc là cam, vàng, xanh, đỏ, đỏ đậm. Đó, mình biết cái đường đó kẹt xe thì mình sẽ quẹo một đường khác thay thế, thì cái cung đường của mình nó sẽ ngắn hơn rất là nhiều. Về phần camera gear, xe của mình sẽ được trang bị chiếc camera gear xoay theo góc lái, đánh lái qua trái, xoay qua trái, đánh lái qua phải, xoay qua phải. Hộp số, đối với xe máy xăng là hộp số 6 cấp, đối với xe máy dầu là hộp số 8 cấp. Ngoài ra nó còn chế độ bán tự động để cho gia đình mình có thể lẫy số trên vô lăng hoặc là lẫy số trên cần số. Về các chế độ lái, đây là nút bấm Drive Mode để mình điều khiển. Đối với anh chị nào chưa tự tin về xuống dốc những cái cung đường giống như đèo Đà Lạt thì cái chế độ hỗ trợ xuống đèo sẽ giúp cho mình kiểm soát xe tốt hơn rất là nhiều. Chế độ Auto Hold sẽ giữ phanh khi gia đình mình đậu đèn đỏ, mình không cần phải đá cần số từ chữ D lên chữ N nữa. Và khi mà đèn đỏ chuyển qua đèn xanh, mình chỉ cần đệm ga và chạy thôi, không cần phải tác động vào phần hộp số. Như vậy mình sẽ thoải mái, mình sẽ có khoảng 30 giây để cho cái chân phải của mình giải trí, nghỉ ngơi. Khi mà mình chạy, mình có thể bấm chữ View để mình xem cái camera phía sau. Sau khi đã theo dõi xong giá xe, sau khi đã theo dõi xong các cái tính năng trang bị trên xe, nếu gia đình mình cảm thấy những chia sẻ của Khanh hữu ích, nhờ mình liên hệ số điện thoại hotline bên Khanh để bên Khanh cung cấp thêm các thông tin về chiếc xe của mình. Gia đình mình có thể nâng cấp các tính năng phụ kiện với giá ưu đãi khi gia đình mua xe tại chỗ Khanh. Nếu gia đình mình đang theo dõi video, cảm thấy những cái video của Khanh chia sẻ hữu ích, nhờ mình đừng quên nhấn nút đăng ký, nhấn dấu chuông để cập nhật những video mới nhất của bên Khanh. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video sau.